Chào quý vị và các bạn nha. Nay mình lại tiếp tục đi thăm bảy nha. Nay mình 3 ngày, cái luồng này 3 ngày các bạn. Bữa 3 ngày luồng này dính dữ lắm nha các bạn. Đây, mình sẽ đem theo mấy chú chuột. Mấy chuột ở dưới là lúa mình nha các bạn. Mình vừa thăm cái đầu tiên luôn nha các bạn. Đây, mình dùng xe bên kia nha. Bên kia là lội đi suối qua nha các bạn. Cho nó hở cái đầu qua các bạn thấy không? Có gì mà nha các bạn. Có hàng. Đây đây. Đây. Một chú hổ dện các bạn. Dện. Lên ra ngoài bắt cho các bạn coi nha. Rồi, lên bắt nó ra cho các bạn nha. Coi nha. Cũng được nữa các bạn. Chắc là tầm ký nữa các bạn. Chắc mới vô luôn. Bỏ chưa có chày được bao nhiêu các bạn. Trời. Ra chưa? Sớm luôn nè các bạn. Ừ, dữ vậy. Con này được ký nha các bạn. Chắc nó mới được vô cái đầu nó nè các bạn. Chắc lý. Em bỏ nó vô túi nha các bạn. Tiên luôn nha các bạn. Chú hơi dẫn đầu tiên các bạn. Bây giờ là cái nơi chín mánh nha các bạn. Đến như chưa chụp đặt lại nha các bạn. Mình tiếp tục đây có con cá nữa nha các bạn. Cái này cái thứ
dính rồi nha các bạn. Nó kêu mình cố quay nhưng mà nó không có dính, mình bỏ hết nha. Để cái clip nó khỏi dài các bạn. Cái này không biết nha, sao cái nào mình cũng quay hết, còn cái nào không dính mình xóa bỏ liền ngay lập tức nha. Mình thấy một con hối dện các bạn ơi. Một con hối dện xuống các bạn ơi. Cũng đã quá đã. Để mình ra ngoài tất cả các bạn coi nha. Rồi mình bắt ra cho các bạn coi nha. Thì cái luồng này cũng 3 ngày các bạn. Mình lấy một cái dính con hóa hàng mini. Mình cũng không có quay nó nhỏ quá. Sướng sướng các bạn ơi. Sướng gì vậy? Con này mới vô luôn nha các bạn. Con này phải cái tầm trên ký. Hai con. Cái này cái thứ 9 rồi nha các bạn. Vẹn luôn. Cái mỏ chưa có gì hết luôn nha các bạn. Máy luôn. Con này chắc đang chừng ký mốt. Xuống xuống quá các bạn ơi. Đã không các bạn. Bỏ nó vô túi nha các bạn. Chú vợn này các bạn. Đã không? Rồi, để mình dừng lại, mình vô chỗ mình đặt lại nha các bạn. Đây các bạn, tiếp tục mình đây con cái nha. Dở lên, nặng nặng, mình biết giúp cái gì đó. Nặng cũng nặng lắm các bạn. Ồ, một con hố mèo các bạn. Đây, mình cho các bạn coi con hố mèo. Mình sợ nó phun lắm nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Rồi để mình đem nó ra ngoài bắt nha các bạn. Rồi. Để mình bắt con hổ mèo cho các bạn coi nha. Ây da. Má nó lật các bạn. Mất tiêu rồi cái lợp à. Mấy cái lợp đâu trời. Đó. Nè, mình bắt nó ra cho các bạn coi nha. Mình trong cái túi mình có sẵn ba con rồi nha các bạn. Cái túi mình có sẵn ba con rồi đó. Không phải là mình không có túi mình đựng, mình phải bắt buộc phải đem nó theo các bạn.
mấy con này nguy hiểm lắm các bạn ơi. Các bạn cứ từ từ và cẩn thận bắt nó ra thôi chứ các bạn đừng nôn nóng gì. Con này sơ xuất là trả giá đắt lắm nha các bạn. Bắt nó lâu lắm các bạn. Rồi, đắt nó ra nha các bạn. Ra nha các bạn. Mình tóm được nó rồi các bạn. Đuôi nha. À, thấy không? Có bầu lớn nhưng nó cắn một cái là té tan luôn nha các bạn. Trên cuốn mình có sẵn 3 con nữa các bạn. Phải dừng máy lên, mình vô chuột đặt lại các bạn. Đây các bạn, mình tiếp tục mình thăm bẫy, mình mới dính được con trồn đèn con nữa các bạn. Một chút trời. Mình mới dính nha các bạn. Đặt chú trong đèn nha các bạn. Rồi này mình không có đem túi theo, thôi chắc mình đem nó về luôn các bạn. Mình đem nó về luôn các bạn. Rồi, tiếp tục ở đây có con cá nữa nha các bạn. Từ nãy mình thăm 25 cá rồi các bạn ơi. Mấy kia dính mình quay nhưng mình không có quay nha các bạn. Không phải mình quay rồi xong rồi không dính mình bỏ hết nha các bạn. Biết cái này sao đây. Nặng hổ nó các bạn. Nặng nha. Gì đây. Một con hổ hành. Con hổ hành này cũng phải trên nửa ký rồi các bạn. Nặng nha. Cái này là con nào các bạn ơi. Ui da. À, sướng. Sao máy kỳ vậy ta. Rồi, mình bắt cho các bạn coi nha. Rồi,
lên bắt đây cho các bạn coi nha. Phẩm cái này ra. Cái dạ nó nằm tít cái đầu này. Nè con này. Có hành cũng ngon à. Cũng sáng quá dạng nha các bạn. Cái gì vậy? Trời, cái nồng tét nó lên lưng hết rồi. Trời, lòng tét lưng tiêu các bạn. Mới đây tét lưng ủ ghê không? Bạn thấy không? Tét tiêu lưng này. Mới lòng tét luôn các bạn. Đây. Chú hành. Con này chắc 6 lạng nha các bạn. Đây. Rồi, cho nó vào ủ luôn nha các bạn. Rồi đấy, mình dừng lại, mình vô chuột đặt lại nha. Các bạn. Cái này cái cuối cùng luôn nha các bạn. Cái này cái thứ 35 luôn nha. Hôm nay mình thăm 35 cái nha các bạn. Cuối cùng xem sao đây. Hãy dặn cái cuối cùng cái hàng nha các bạn. Các bạn thấy lùm cỏ này. Quá trời im luôn. Không biết sao đây. Cái này lậu lắm rồi, không có dính nha các bạn. Không biết cho ai thăm giùm mình không nữa. Ra luôn. Bây giờ các bạn nha, lát về nhà, về tới nhà mình cần gắn cho các bạn coi nha. Rồi, chào các bạn. Rồi mình về tới nhà nha các bạn. Mình cần gắn cho các bạn. Quả hôm nay là hai con dện với hai con hấu hành nha các bạn. Mình cần cho các bạn coi. Ăn cân cho các bạn. Thì cái này nó được 2,4 kg nha các bạn. 2,4 kg trừ cái túi này lạng đây còn 2,3 kg nha các bạn. Thì cũng được rồi các bạn. À, chào các bạn nha.